chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên cho Cần Ngọc Công xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú, anh chị, bạn bè gần xa, anh em đồng nghiệp trên mọi miền đất nước ha. Lời chào sức khỏe. Vâng, hôm nay trở lại với chủ đề thì Cần cũng đi thăm bầy rắn. Rồi, mời cả nhà với toàn thể anh em cùng trải nghiệm đi thăm bầy rắn với Cần ha. Thì đầu nghề của Cần cũng như sau. Luồng bẫy Cần cũng như sau. Thì Cần cũng đem bình thường là lúa với dưa leo, nhưng mà do gần nhà Cần đi thăm cái gần nhà trước, rồi là Cần thăm cái miếng dưa leo sau. Đây Cần còn mấy bữa trước Cần đi thăm còn cái một miếng dưa leo để dành đây. Cần sẽ vô cái bẫy đầu tiên. Chuột nè, cái lồng này cả nhà nhìn quen không? Cái lồng này của anh Quẹo nè, hồi nãy Cần thiếu chuột. Nên Cần mượn cái lồng anh Quẹo về luôn, với mượn anh Quẹo 10 con chuột, với Cần còn mười mấy con, còn 7-8 con chuột vậy đó. Chạy như mười mấy con chuột giờ Cần đi thăm bẫy rắn. Đầu nghề như sau, cái túi lưới hôm bữa cái anh bán rau cải, anh mua rắn hồ ngựa là anh đưa mình nè, nhỏ trúng quá. Bữa mình thăm trúng quá nên mình thấy hên quá mình đem theo luôn. Mình chơi xài túi lưới này. Đây lấy liền cắt tiểu ha. Rồi đầy đủ. Rồi Cần sẽ vô cái bẫy đầu tiên, cái lập đầu tiên ở trong đây. Cái đây thì hôm bữa Cần thăm hai lần dính hai con hổ hành. Một con 6 lạng và một con 4 lạng 8. Cần gì cân từ con Cần biết. Mấy chân sau này Cần thăm không dính, không biết như hôm nay này Cần để này có chục bữa này. Không biết hiệu quả nó có như thế nào. Không biết nó còn nắng hay không. Cái cặp mương này là ngon, rất là ngon. Cặp mương này rắn hay chạy, mùa này đi mương nước là ok. Còn dính hay không là chuyện hên xui thôi. Chứ còn rắn hay không. Rồi, cái đầu tiên không dính cả nhà. Còn con chuột bên kia luôn. Rồi để em cho nó dưa leo lúa ha. Để tôi bảy em quay tiếp cho cả nhà xem nha. Nhà nãy giờ thăm 6 cái. Cái này thì chết chuột rồi nè. Cái này dính con ngựa nè. Hồi nãy là kia đông người có dính con ngựa bắt nó luôn cả nhà, nó làm chiếc cua nè. Người này nhỏ, con này chừng 4 lạng cả nhà. Có con ngựa này bự nè. Sao mùa này không biết sao hổ hành nó không chạy mà chạy ngựa dữ gì chứ. Luồng bẫy này luồng bẫy lúc này bẫy huyền thoại luôn nè. Con này cũng nửa ký nè, nhìn thấy không, ngựa không à, phân thì nó đầy luôn, chạy xe lọc sọc rất cái lớp phân ráo tức đó. Rồi giờ em bóp máy ha, em bắt con hổ ngựa này luôn la luôn, nghĩa nó phân lọt đúng cái nhà thấy không. Tới 7-50 tiếp ha, tại này đông người quá cả nhà. Rồi em bóp máy xử lý luôn cả nhà. Cái nhà này sát đường Cần chạy tới Cần thấy nó gom rác vô, cái Cần tưởng nó con chuột nó chạy ra, Cần nhét thêm một bịch dưa leo lúa mà Cần thấy nó rác nhiều quá, Cần đến bỏ đi. Ai mà Cần làm miếng không được. Cho nên là Cần cái quay lại mới xích cái lồng đi. Lại Cần thấy nặng phát hiện dính con rắn hổ hành trong đây nè, giờ đang quấn con chuột nè. Nè thấy không? Đang quấn chuột chiền đó nè. Cần làm miếng cả nhà ơi. Lý đến tính bò nhét vừa bịch thì leo lúa luôn đi. Ai giờ thấy rác nhiều quá, mình nghĩ rác nhiều quá mình lừa chừng nữa, mình nghĩ suy nghĩ là lừa nữa rắn bự á. Nó vô rồi sao được. Thôi quay lại chắc lòng thế lòng khác vô. Ai giờ lại đây dở là thấy con rắn nè cả nhà. Cái nãy nè thật sự nãy không biết dính luôn. Sát đường nữa. Chà giờ nó quấn như vậy nè, không khéo là xảy con chuột nha. Cũng nhìn đen chuột chết à, nó quấn chuột cái nè. Nó ra nó xảy con chuột rồi. Này hành nhì nữa cả nhà, con này sắp độc da, ngộ thiệt, ở đây lộc da đồ gì mềm xèo mà cái này, lộc da đồ gì đây, mềm xèo luôn, quá quá đã, tuyệt vời, hành nhì cả nhà, rồi con này con thứ ba ha, để Cần xử lý cái lợp này tới 7 Cần quay tiếp cho cả nhà xem nha, rồi lại tiếp tục vô đây thăm cái cả nhà. Cái này kỳ lâu mình với con tròn ký 2 nè. Bỏ này cũng có chục bữa mới thăm lại. Đây gài kiếm một con hổ đất đâu. Ký 2 ký đâu. Người ta gài dính hổ đất quá, mình gài dính cái nè. Trời, nhà te không thấy dấu hiệu đâu. Trời ơi. Dính tròn nữa cả nhà. Mà tròn này tròn nhỏ quá. Con này tầm 3-4 lạng cả nhà. Tròn nữa. Không dính con vực, con bự ký 2 này, con này nhỏ. Để tay cẩn thận để nó cắn chết rồi. Nè xem nè. Trồng nữa nha cả nhà. Nè qua đây các em. Con này chắc tầm 3-4 lạng không bự cả nhà. Nè. Nó cài hôm cái ngắt luôn rồi. Nó chọn nó cài hôm luôn rồi. Trồng nữa này trồng con nè. 3-4 lạng trồng này trồng nuôi. Ăn thịt cũng được nữa cả nhà. Nhưng mà nó ít. Rồi để Cần thế cái bẫy vô ha.
Hổm dính con ký 2, nay dính con này chắc là cây cần nhắm nè. À, con này chắc tầm 3 lạng mấy 4 lạng không bự cả nhà. Có bự thì cần nó bự, nhỏ thì cần nó nhỏ ha. Có cả nhà xem nè. Kệ nó, hồi về về cần cần giải cho cái này xem sao ha. Rồi nó phá hôm cứng rồi. Rồi, cần lại tiếp tục cho đen cái cả nhà. Khu này cần đặt chủ yếu là kiếm tròn thôi. Chứ rắn nói chung rắn ít chạy khu này lắm. Mà cũng không biết có dính hay không chứ. Còn kia phái dính tròn. Chung khu này ít dính tròn, thấy cái bẫy này chắc không dính rồi nha. Bẫy không có dấu hiệu gì gọi là mùa sưng. Rồi, còn luôn cả nhà. Mình vô đây con cái cả nhà. Rồi cũng bắt đầu xế chiều. Dính cỡ coi, dính con khủng khủng coi. Tụt to coi, đừng hổ ngựa rồi. Có hành nó bự rồi, giờ nhỏ nhỏ không. Rồi, chuột con luôn. Vậy không dính ta ơi, quá trời ngon. Rồi, cần cho nó bị lúa rồi tới 7, cần quay tiếp cho cả nhà xem nha. Ở đây cả nhà. Đây vô đây thấy dính ngựa nó hoài chứ có người quá, luồng bẫy này em nè, luồng bẫy đặt dần gần nhà đó. Nên không, em không có lấy cảnh vô cả nhà xem thông cảm à. Ngựa nữa cả nhà. Sao lúc bung ra mình ngựa dưới rồi đó. Ngựa này chắc tầm nửa ký gì. Phân. Thôi khỏi nói luôn. Rồi, đi chỗ khác bắt luôn cả nhà. Rồi, ở đây mình thấy cảnh lúa đẹp quá cả nhà. Vậy cho cả nhà trải nghiệm ha. Ở đây thì cần có cái một cái bẫy nè. Đợt trước cần mới đặt 3 ngày cần lại thăm, cần dở với cái đít lọp á. Còn thấy kích cứt hậu hành á, nó xè loạn dưới luôn. Mà không có dính, chắc chưa vô sao. Hy vọng cái này nó sẽ vô ha. Cái lọp mình đây nè. Nặng cái coi. Ồ, có lý cả nhà, nặng nặng rồi nè. Nè. Trời, con hành bự quá cả nhà. Con này vô nhất rồi. Nha xem nè. Chà, con này cũng 6-7 lạng nè. Quả đã tuyệt vời luôn cả nhà thấy không? Nè, cần quay lại dấu vết mà cứt hởm cần cho cái này xem nè. Cả nhà thấy không? Đây, đá trong. Ê, chặn thổi quá ta. Này dưới thằng bằng kia, nhìn cả nhà thấy không? Cứt ngay tay cầm chỉ nè. Đó cả nhà thấy không? Cứt cục cục xe lọn ngay đó thấy không? Quá ngon nha. Rồi để cần thấy cái lợp thì tới chào nào vắng vẻ cần bắt thắng cho cái này xem nha. Rồi, tiếp theo cần đây có đèn cái luôn nè. Mấy cái này mà kênh sạc đường đi không có chăng thăm, bởi vậy nhiều khi lúc đó lo thăm không thoải mái. Nghề này chịu thôi nha, nhìn về không thấy cái phân phướng gì đâu, chắc tớt rồi. Rồi không dính nữa cả nhà, cần cho nó miếng dưa leo ha. Thì cần bắt rắn kia cho anh nhà xem cả nhà. Giờ cần bắt con rắn hoàn nhất này luôn, nãy giờ con này mới gọi là thấy mùa xuân nữa cả nhà. Và cần vô nó ít xe lọn mà thấy cần nó rồi rồi. Vậy không dính chứ sao, cũng mày cũng chết với tao. À, nó ăn con chuột luôn cả nhà, còn con chuột luôn. Con này chắc này, con này 6 lạng lên trở lên chứ không được 8 lạng, 6 lạng rưỡi 7 lạng à. Ngon quá ngon. Vừa cần thăm lần trước thấy có phân là ngon rồi nha. Rồi hết chạy đi em. Sớm muộn gì thôi. Em chưa vô kịp hết. Đây cả nhà. Quá rồi đã. Quá trời phơi luôn cả nhà xem này. Quá trời con nắng. Cực kỳ luôn cả nhà. Quá trời này. Trời này á. Quá. Quá đã cả nhà, phê quá phê. Quá. Con này 6-7 lạng cả nhà. Rồi, để cần ốp máy xử lý ha, gần đường cần nên không có dông dài ha. Máy xử lý nha cả nhà. Rồi, tiếp theo mình để có ăn cái cả nhà. Người ta đang chất phân á. Nếu mà mọt cũng mới thầm dám thầm. Mấy cái này ngon lắm cả nhà. Mấy cái này mùa này hổ ngựa đâu, tầm bay chả dữ lắm. Chà. Không biết bự nhỏ thôi cả nhà. Nhà thấy cục phân không? Này hổ hành nè, không biết bự nhỏ thôi. Nặng cái coi. Chà, cũng khá lắm cả nhà. Cũng khá lắm cả nhà. Mày ha bưởi, trời ơi ngon. Wow. Đây cả nhà. Con này duy nhất ở đây. Cả nhà xem này. Quá đã.
Tuyệt vời ha. Rồi để cần kiếm chỗ nào bắt không cả nhà. Giờ cần bắt hoành lên cả nhà ơi. Ui. Chà. Vô nhất nữa cả nhà, thiệt xiềng luôn. Nãy trong lọp nhìn nó nặng mà không biết nó như thế nào. Tại sợ con lúa đó. Ai giờ dở ra nhất nữa. Ngon quá ngon luôn. Con này con thứ hai con hoành nhất nha. Quá trời ngon. Ít ra phải vậy chứ, mùa xuân đến là phải vậy chứ. Mùa xuân đến mà không có hành nhất là không có ngon. Thấy đạt thấy không? Giờ tại nay hôm nay em không lỡ không đem chân quay đâu cả nhà. Bắt một tay ha. Có gì cả nhà thông cảm nha. À, một tay nói chung cũng khó làm. Anh em trong nghề mới biết. Quá rồi nè. Nhất cả nhà. Đã ha, con thứ hai nè. Chà, giờ cũng có gần 2 kg rắn rồi đó. Rồi cần bỏ vô lọp tới 7 cần thì quay tiếp nha cả nhà. Cần đường quá, cần không có dòng dài ha. Phí thời gian cả nhà ha. Tiếp theo cần có đèn cái luôn cả nhà. Hai con hành nhất quá rồi ha. Còn cái nước đây. Ôi, không dính gì rồi. Nó te như một cái xe. Rồi cái này còn ra nha ai. Tiếp theo cần có đèn cái. Không là đặt, thấy đây có cái hàng ngon lắm. Biết cái hàng rắn hà là hàng chuột. Không biết nổi. Cái lọp đồ ta. Đừng mất nha. Đây còn cái này. Nhận cái này. Ủa, nhận cái này. Ngon rồi. Hô hành cái nơi đây. Không cần thấy hàng rắn mà. Trời ơi hô hành cái này. Nhỏ. Trời ơi con này hành nhì. Cái nó vô nữa rồi. Hành nhì cái này. Phải có cái hàng ngon quá mà. Rồi để cần ra quầy trống cần bắt không cái này. Tiếp theo cần vô đây có cái cả nhà. Nói chung là ngoài kia người ta cắt cỏ đó, cần vô lấy cần cảnh luôn cả nhà, không có cái đường vô. Cái luồng bẫy này là như vậy. Này hai lần cần dính hai hô ngựa nè, không biết lần này đi như thế nào. Chắc không dính là cả nhà. Rồi không dính thấy chuột chạy ra cả nhà, để cần cho nó bịt lúa. Cái bẫy cần quay tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi, cần lại tiếp tục vô đây con cái cả nhà. Gần đường xe chạy cả nhà thấy không? Còn bắt thằng lát luôn cả nhà, ở đây tối quá. Như cần thấy có lúa ép ra cả nhà. Có bình lúa ép ra đó. Nặng không? Ngừ cũng nặng cả nhà. Cũng im lắm không biết cái gì đây. Rồi ôi, hổ dọn cả nhà ơi. Hổ dọn. Hổ dọn cũng ngon chứ. Không được bự. Lúa ép là nghi nghi rồi. Mấy hả bưởi, trời ơi con này cũng 700 lạng cả nhà, dành đi ăn tịnh luôn. Rồi, quá đã luôn. Này cần không có đem chân dựng lên để bắt nha cả nhà, quên đem cái chân để đèn hội lên này. Giờ cần quay cho cả nhà thấy ha. Rồi cần úp máy, cần bắt nó luôn nha cả nhà. Tại vì con loại này bắt một tay là không có kịp nó. Rồi, em bắt con này nữa ra, ôi đã ghê không. Con này 700 lạng cả nhà. Tại thăm bẫy để quá quên lục chụp luôn đem theo đồ người cả nhà. Rồi để em bắt luôn. Ăn đi. Rồi hiện tại cần nó về tới nhà nè cả nhà. Nãy thăm khoảng 30 cái lợp trả lời không nhiều cả nhà. Tính là thăm hết luôn mà dính quá thì mất thời gian trễ. Còn có con chuột à, hai con chuột chứ nè. Đây mà mấy con chuột với hôm nay nói chung là chuột chết cũng nhiều cả nhà. Chuột chết bọn á. Cả nhà xem túi rắn nè. Túi rắn không thấy không. Như này cũng mấy ký rồi. Với nãy cần lại gần 2 cái sát đường xe công nhân đang chạy cần vô thăm dính hông ngựa thì 2 con mà có con nhỏ kia chết rồi nó kẹt đầu lỗi ngay này cả nhà thấy còn có dấu tích ngay này không nè lỗi chết ngay đó là cần xử lý cần dục con người cần kéo mới kéo lò dục để anh YouTube anh quét đây con hông ngựa này ngựa trứng nè cả nhà quá là ngon còn có bên kia con nữa nè nó ở đầy bên đây cả nhà thấy không. Đó, con này người này có trứng nha, người này có trứng, người này khá là ok ha, người thêm cái đủ thôi, nó cảm giác tuyệt vời, con này có trứng nha, ốc nóc nè, anh này anh chồng nè, anh chồng về tới nhà cả nhà, về tới nhà mới mở ra để mở quá nó tung, đó nhà thấy anh chồng không, chồng nè,
Con này chừng tầm 3-4 lạng chứ không bự. Con này nè, bự thì cần nó bự, nhỏ nó nhỏ. Đó, còn đây là con hoa hoành nè, kiến bu quá trời luôn. Nãy cần thấy dở nặng quá, hai ba bịch lúa cần biết nó bự hay nhỏ nữa. Mà thấy có thể là vô nhì là chắc rồi đó, mà không biết đừng nhức nước nó không. Chà. Con này chắc nhì cái nè, không được nhú nhức. To quá, chuẩn bị lột da nè. Đó, chuẩn bị lột da mà chưa không nhú nhức nổi cái nè. Quá trời ngon. Con này trúng ghê luôn cái nè, sao tội này phải rồi. Bỏ lúa vòng tới 4 mình lúa luôn cả nhà thấy không? 4 mình lúa hàng chiên quắn nè, cầm nó nặng cần đứng nó duy nhất vô ngon rồi. Quá rồi cả nhà thấy không? Con này vô nhì, con này chắc 4 lạng. Bự trứng. Con tròn. Một túi đắng. Đó cả nhà xem nè. Quá quen mắt vô. Rồi cả nhà xem một túi lưới nè. Hết nói là giờ để Dương quay mình bắt ha. Dương mập có quay giùm đắt cho cả nhà xem ha. La luôn cả nhà. Đồng thì để đây đi. Quá là trúng rồi cả nhà. Nay sao trúng quá, trúng giống như đợt cái lùng bẫy này đặt hỏi mà cần thăm chắc ngay chỗ đó chưa có ai đặt hay sao á. Nay đặt lại trúng nữa. Hổm, hổm thăm 48 này nè nhá. Này quá hớp rồi. Người có trứng này vô. Người này hai anh em mình làm tới đủ đủ để vô cái hồ ngon lắm vô. Im lắm. La nè. Nhiều này cũng không biết mấy ký à. Nặng quá. Nè. Bảy rồi. Ờ gió. Đúng trên phải không? Tôi còn trên. Đó. Đó. Để chơi trên dưới. Đúng, đó, ừ, đó, đó. Bắp trắng thôi nè, thấy không? Trứng nè. Quá là trứng rồi cái này, thấy không? Quá hớp rồi cái nè. Đúng, đúng, để sát vô vô. Vô con cảnh nè. Quá. Thế con không hành? Lọc hả? Lọc da. Đó. Đó có, đâu chết. Đâu, à, ảnh hưởng gì đâu quận. Lọc da nó màu vậy mà. Đó. Ảnh lụm hộp hoa cái này không? Quá ngon. Ờ, tròn ngõ. Quá trời cái này xem túi lưới nè. Tuyệt vời luôn. Giờ cần cân nha cả nhà. Cân đồng bằng nha. Cái kia vô. Qua cân. Hả? Qua cân. Tội gì ghê vậy? cái cân gì qua qua cân thì sao cân? Ờ ghê cái cái này trúng kiểu vậy. Từ qua cân như như 5 cái mốt còn 5 kg rồi này không biết nhiêu nữa nè. Rồi tôi sẽ trúng gửi ta. Tự nhiên bỏ vậy qua cả nhà thêm cái cân gần cái 5 kg nha. Không có bậy bạ mà sao kỳ vậy ta. Nó qua cân nhiều biết nhiêu ký nữa đâu tính. Qua cân 5 cái mốt rồi. 51 từ bị còn 5 kg. Trời ơi trúng kiểu vậy trời, 30 cái. Rồi đây cả nhà ơi, này nó qua cân luôn không hiểu trời, tính 51 tính 5 kg đi. Hôm nay trúng quá cả nhà. Quá cần cần thật sự không thể ngờ luôn. Nếu cả nhà xem video cần thấy hay thú vị ha, cho cần xin một like đừng ký nha. Hôm nay quá hơn quá cả nhà. Giờ xin chào hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Nếu cả nhà thương mến cần thì đăng ký kênh, bấm chuông nha để cần lên video cả nhà có video coi nha. Xin chào hẹn gặp lại cả nhà nha.